và Tít lại gặp nhau. Khẩu trang vẫn có, mau mau vẫy chào. Ha ha, Khẩu trang là người bạn chống Covid của chúng mình. Quá đúng luôn, thế hôm nay Tít đưa tớ đi đâu thế này? Chúng ta sẽ tới Hải Dương, phía sau chúng ta là đền thờ thầy giáo Chu Văn An đấy chứ. Nơi đây có gì thú vị? Có chứ, mới chích đến với Hải Dương. Bà ấy thiều và ổi thân thương mời chào. Quân Sơn kiếp bạc tự hào, đời đời ghi nhớ công lao nhà Trần. Oa, và nơi đây còn có bánh đậu xanh nữa. Và làng Núi Nước Thanh Hải, làng khắc gỗ Đông Giao. Và rất nhiều những điều thú vị khác nữa. Thế chúng mình cắm cờ ở Hải Dương nhé. Hôm nay tớ nhường chip cắm cờ. Nhất trí, tớ cắm xong rồi đây. Cô chào các em. Các em vừa tới thăm tỉnh Hải Dương đúng không? Dạ, đúng rồi cô ơi, thích lắm ạ. Vậy chắc chắn là các em đã biết khá nhiều về tỉnh này. Bây giờ mỗi bạn hãy đặt một câu giới thiệu về Hải Dương nhé. Vâng ạ, câu của em là ở Hải Dương có rất nhiều thắng cảnh đẹp và đặc sản ngon. Còn câu của em là phong cảnh ở Hải Dương đẹp như một bức tranh. Các em làm rất tốt, cô phát hiện trong câu của bạn nào cũng có quan hệ từ. Ví dụ như câu của Tít có từ ở và, câu của Chip thì có từ như. Oa, cô ơi, quan hệ từ có phải là các từ có quan hệ với nhau không ạ? Chip có câu hỏi rất hay. Để biết rõ về quan hệ từ, các em hãy nhìn lên bảng rồi cho cô biết tác dụng của các từ in đậm. Em ạ, theo em, từ và có tác dụng nối từ tôi và từ Tít. Nếu như cô bỏ từ và thì sao nhỉ? Thì sẽ không ai hiểu tôi và Tít là hai người khác nhau ạ. Vậy còn từ nhưng thì sao? Cô mời Tít. Thưa cô, từ nhưng nối hai câu với nhau ạ. Hoàn toàn chính xác. Hai từ chúng ta vừa tìm hiểu được gọi là quan hệ từ đó các em à. Các em nhớ nhé, quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc câu nhằm thể hiện mối quan hệ giữa các từ ngữ hoặc các câu với nhau. Các quan hệ từ có thể đứng một mình hoặc kết hợp với nhau tạo thành cặp quan hệ từ. Wow, nghĩa là thế nào vậy cô ơi? Để các em hiểu hơn, cô có một ví dụ trên bảng. Vì chăm chỉ học tập nên Tít đã được điểm cao. Tít cho cô biết câu trên có bao nhiêu ý? Dạ, có hai ý ạ. Vậy hai ý được nối với nhau bằng cặp từ nào? Đó là vì nên ạ. Chính xác, Tít đạt điểm cao vì Tít chăm chỉ học hành, chúng ta mới đạt kết quả tốt. Sau từ vì thường là nguyên nhân, còn sau từ nên sẽ là kết quả. Vì vậy cặp từ vì nên biểu thị quan hệ nguyên nhân kết quả đấy các em ạ. Cô có ví dụ tiếp theo. Nếu ở nhà thì Chip sẽ nấu ăn giúp mẹ. Chip giúp cô tìm cặp quan hệ từ nào? Em thưa cô, đó là nếu thì ạ. Đúng rồi, sau từ nếu thường là một giả thiết không có ở thực tại, còn sau từ thì sẽ là kết quả của giả thiết đó. Như vậy, cặp từ này biểu thị quan hệ giả thiết kết quả. Vậy câu, tuy trời mưa nhưng tôi vẫn đến trường có cặp quan hệ từ nào? À, em biết, tuy nhưng là cặp quan hệ từ tương phản ạ. Wow, Tít siêu thật đấy. Tít giỏi lắm. Chip tìm giúp cô cặp quan hệ từ trong câu Chip không chỉ học giỏi mà còn hát rất hay. Đó là không chỉ mà còn ạ. Cặp từ này có ý nghĩa gì? Là tương phản phải không ạ? Nếu là tương phản thì hai vế phải đối lập nhau. Nhưng câu này cả hai vế đều nói về điểm tốt nên nó biểu thị quan hệ tăng tiến. Như vậy chúng ta có 4 cặp quan hệ từ. Vì nên, do nên, nhờ mà biểu thị quan hệ nguyên nhân kết quả. Nếu thì, hễ thì biểu thị quan hệ giả thiết kết quả, điều kiện kết quả. Tuy nhưng, mặc dù nhưng biểu thị quan hệ tương phản. Và cặp quan hệ từ không những mà, không chỉ mà biểu thị quan hệ tăng tiến. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các em hãy sử dụng các cặp quan hệ từ này để viết câu giới thiệu về Hải Dương nhé. Vâng ạ. Tít ơi, hôm nay chơi trò gì nào? Hay chúng mình chơi trò nối tiếp cặp quan hệ từ đi. Trò này chơi thế nào? Tớ sẽ nói một vế câu, Chip sẽ nói thêm một vế câu có nghĩa.
chúng ta bắt đầu thôi. Tuy hôm nay trời lạnh, nhưng Tít vẫn mặc áo phông. À, xem từ đây, nếu Chip hát hay, thì Chip sẽ là người nổi tiếng. Chip quá nhanh, các bạn ở Trạng Nguyên ơi, hãy thử chơi trò này cùng với chúng tớ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt các bạn.